chú ở cùng anh chị em và ở cùng cha tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh Luca. lời chúa vinh danh chúa khi ấy chúa giêsu phán cùng các môn đệ rằng thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên thầy phải chịu một phép rửa và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất các con tưởng thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư thầy bảo các con không phải thế nhưng thầy đến để đem sự chia rẽ vì từ nay năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau ba người chống lại hai và hai người chống lại ba cha chống đối con trai và con trai chống đối cha mẹ chống đối con gái và con gái chống đối mẹ mẹ chồng chống đối nàng dâu và nàng dâu chống đối mẹ chồng đó là lời chúa lời chúa kitô người khen chúa thưa ông bà anh chị em Khởi đầu tin mừng Thánh Luca hôm nay Chúa Giêsu nói Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian Và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên Đây là ước mong mãnh liệt của Chúa Đây cũng là khát khao nỗi lòng của Chúa Trong mầu nhiệm Chúa Giáng sinh Chúng ta đã nhìn Chúa Giêsu Kitô trong ánh sáng vinh quang giữa cảnh lịch sử đất nước Do Thái đang cần một vị cứu tinh những mong mỏi của người Do Thái qua lời kinh thánh qua muôn thế hệ đã khát khao được gặp đấng cứu thế đến trần gian theo lời hứa của thiên chúa. Chúa Giêsu Kitô đã đến để xua tan bóng tối, Ngài chính là ánh sáng, ánh sáng của tình yêu, ánh sáng của niềm vui hạnh phúc đem đến cho nhân loại bao sự bình an. Và cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô là một cuộc đời của ngọn lửa lớn nhất thế gian đã tỏa sáng cho nhân gian. Chúa Giêsu Kitô đã sống một tình yêu cao lớn và sâu đậm để dành cho con người và cuối cùng hiến thân vì ơn cứu chuộc cho con người. Và khi Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Ngài đã hâm nóng tâm hồn các tông đồ cách riêng cho hai môn đệ tuyệt vọng trên đường trở về quê cũ làng êm mau và chính các ngài đã được tình yêu của đấng phục sinh sưởi ấm tâm hồn các ngài. Chúa Giêsu Kitô khát mong cho lửa cháy lên. Ngài muốn nói lên sứ mạng của ngài. Đó là sứ mạng làm cho nhân gian được ấm áp làm cho tâm hồn của từng con người được rạng rỡ yêu thương và ước mong đó chú cũng muốn cho các tông đồ phải từ bỏ đi những hời hợt những hứng hờ những ích kỷ mà dám cho đi dám cháy hết mình cho cuộc đời tông đồ của mình. mà quả thật như vậy tấm gương sáng và tình yêu của Chúa Kitô, hay ngọn lửa trong tâm hồn của các tông đồ được Chúa Giêsu thắp sáng và gieo lên, đã trở nên những tông đồ sống động, đã làm cho nước Thiên Chúa ở thế gian này được vinh quang và con người được tình yêu sưởi ấm chúng ta vẫn thấy đó thời giáo hội sơ khai sau khi Chúa Giêsu Kitô phục sinh ngài về trời để lại cho các tông đồ một sứ mạng rất lớn lao đó là ra đi mở rộng Đức Thiên Chúa thì những Kitô hữu thổ ban đầu họ đã sống cho niềm tin và họ đã sống bằng lửa tình yêu thật sự nó có sức quy tụ có sức cho đi bác ái yêu thương chan hòa trong giai đoạn thuở ban đầu của giáo hội sơ khai và ngày hôm nay tất cả chúng ta vẫn thấy ấm lòng ngưỡng mộ và hãnh diện cũng như cảm kích tấm lòng của những linh mục của những nam tu nữ tu hay của những người trẻ những người tín hữu đã không ngại hy sinh trong những ngày gian khó vừa qua và đang tiếp tục để dấn thân cho sứ mạng tông đồ giáo dân của mình và đúng như vậy tình thương của nhân loại dành cho nhau đang trang hòa đang lan tràn lại là niềm an ủi của thiên chúa gửi đến cho những tâm hồn cho những ai mà đang đau khổ đang khốn khó nhất đến lượt mỗi người chúng ta cũng vậy chúng ta vẫn được mời gọi là những kitô hữu có trách nhiệm với xã hội, với giáo hội, với tha nhân. Chúng ta vẫn còn nhớ ngày nào mình được nhận lãnh ánh sáng Chúa Kitô trong ngày chúng ta lãnh nhận phép rửa tội. Ánh sáng đó hãy cháy lên và mãi cháy lên trong cuộc đời của chúng ta. Đóng góp của chúng ta có thể là những gì rất nhỏ như nữ thánh Teresa hài đồng Giêsu đã từng chia sẻ cũng như khuyên rằng hãy khước từ tất cả những gì hào nhoáng bên ngoài và hãy yêu mến dù là những gì rất nhỏ bé trong tâm hồn của chúng ta để khi đó chúng ta trở nên nghèo khó Đức Kitô tìm đến chúng ta để ngài sẽ biến đổi chúng ta thành những ngọn lửa tình yêu ngọn lửa Chúa Thánh Thần mà chính Chúa Giêsu đã gửi trao cho các tôn đồ trong ngày lễ ngũ tuần ngày hôm nay phải chăng thiên chúa vẫn gửi chúa thánh thần thường xuyên cho những vị mục tử trong lòng giáo hội việt nam để các ngài có sáng kiến và có một lời mạnh mẽ kêu gọi con cái tín hữu của mình trong đất nước và ngoài nước là người việt nam hãy cầu nguyện cho cơn đại dịch mau chấm dứt, xin Chúa chữa lành cho tất cả chúng ta. Để rồi như Mahatma Gandhi, một thiên tài của Ấn Độ trong niềm tin và lòng tin tưởng đã từng nhận định một cách sâu sắc rằng ngọn lửa tình yêu đó là gì? Dù cho một vật rất cứng rắn nhưng nó vẫn có thể chảy tan trước sức mạnh của ngọn lửa tình yêu. Và nếu như ngọn lửa tình yêu không đủ sức để cháy nóng, thì dù cho một vật rất mềm mại cũng không thể cháy đi được. Nguyện xin Chúa, nguyện xin tình yêu của Ngài nung nấu tâm hồn chúng ta, để lòng chúng ta luôn ấm áp. Bởi vì chúng ta vẫn biết rằng, nếu như một người họ cần cơm bánh để có sức sống thì họ cũng rất cần tình yêu để tồn tại. Và nếu như một người cần áo quần để che thân thì họ cũng rất cần một tình thương để sưởi ấm. Chúng ta hãy là những chứng nhân tình yêu của Chúa Kitô.